vào tháng 11 năm 2021 thì có một cái chuyện xảy ra là có một cái cô bạn của dì em thôi thì cô mới tác động với mẹ là con bé này nó không theo được nghệ thuật đâu các thứ. Và cổ cứ đả kích cái chuyện đó của em. Em có đả kích lại cổ không? Dạ em có mạnh mẽ lên để nói lên ý kiến của mình. Dạ. Nếu mà họ làm có lý thì mình sẽ đồng thuận. Nhưng mà nếu mà thực sự nó không có lý thì mình nên có cái chính kiến để mình bảo vệ mình. Tại vì không chỉ mình mà còn rất nhiều bạn trẻ khác nữa. À vậy đó hả? Vậy. Em nghĩ cho xã hội lúc mà em cãi lộn với cô em luôn. Dạ có. Rồi vô nữa, sao nữa? Dạ. Thì lúc đó là cổ cứ kiểu là cứ đả kích tới. Thì em mới nói là ủa tại sao cô lại đưa ra cái lý lẽ đó mà cô giải thích đi. Thì mẹ em mới thấy là ủa cái thái độ của em nó quyết liệt quá. Nên là thành ra là mẹ nghĩ là hổn. Thế là mẹ đánh em trước rất là nhiều người của nhà bà ngoại. Nhưng mà lúc đó em bao tuổi rồi? 21 tuổi. 21 tuổi. Cái đó nó để lại trong em cái sự tổn thương nhất định. Lúc đó em nhớ là tim em nó ngạt như kiểu ai bóp. Chị hiểu nha. Lúc mà mẹ đánh em á thì khi mà bầm trên người rất là nhiều rồi thì mẹ mới nói là mày bị đánh vậy là không có bằng một góc mà ngày xưa bà ngoại đánh tao đâu. Tao là mẹ của mày, tao có quyền đánh mày. Do là như vậy nên là em cũng không có nỡ để mà trách. Chị hiểu. Cho nên là cái điều đó thì bây giờ chúng ta sẽ gỡ ra dần dần đi ha. Rồi nhường cho thầy hiệu trưởng đó, rồi mời thầy nè. Không, thì anh vẫn tiếp tục anh hỏi thôi. Cái việc đi hát của em á có đem lại cho em nhiều thu nhập không? Dạ, trước đây thì thật sự là tham gia các cuộc thi trong nhà trường thôi. Rồi em thường sẽ nhận những cái chương trình gây quỹ của các bạn trong trường. Đáng yêu. Nên kiểu... Nghĩa là chưa có thu nhập từ việc đi hát nè. Chị thấy là thầy hiệu trưởng rất là cố gắng để hỏi. Mà để chúng ta có một cái tư liệu nào đó. Trước khi mà chị kể câu chuyện của em ấy, bây giờ chị muốn hỏi em ấy là bây giờ chúng ta sẽ đi theo hai hướng. Một là chúng ta đang muốn giải quyết cái vấn đề là em và gia đình của mình và mẹ của mình đang có những cái tương tác không có như ý muốn, hay đang muốn giải quyết cái vấn đề sự nghiệp của mình và rằng là sự nghiệp đã chưa có nhận được đủ cái sự ủng hộ và thậm chí là nhận cái sự gây khó khăn từ gia đình. Thì theo hai hướng thì chị thấy là bây giờ chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai thôi. Thầy hiệu trưởng có đồng ý không thầy? Hay thầy cũng không đồng ý với hướng em đang điều phối luôn. Rồi đồng ý cho giờ giải quyết theo hướng của cô giáo viên chủ nhiệm trước, rồi chút xíu tôi có ý kiến sau. Giờ tạm thời cho thầy dự giờ nha. Rồi từng chuyện một nha. Bây giờ em muốn mình nói về cái nào trước? Dạ em nghĩ là phải ấm êm gia đình. Ấm êm gia đình trước. Đồng ý. Em móc méo nha, em phải nhớ kỷ niệm ngày hôm nay nha. Chị chưa bao giờ kể cái điều này cho ai nghe hết. Hôm nay chị kể cho em. Tại vì ba má của chị thì đều là những người rất là giỏi và rất là ưu tú. Nhưng mà thật sự thì họ đều là anh hai và chị hai. Cho nên là họ cũng bị gánh vác rất là nhiều. Họ cực kinh khủng khiếp. Và họ nghĩ cái điều đó là hiển nhiên. Sau đó là họ làm vậy với chị. Nhưng mà chị hiểu cái điều này. Trong xuyên suốt cái khoảng thời gian mà chị có thể á, thì chị làm sao để gia đình có thể hiểu hơn. Mỗi lần mà cãi nhau, chị không cãi nhau với ba mà chị nói những cái điều chị cho là hợp lý. Nhưng mà chị nghĩ là nó đâm thẳng vào vấn đề. Và cho đến ngày hôm nay á, thì nó vẫn chưa giải quyết được vấn đề luôn. Nó chỉ khiến là người ta cảm thấy cái điều đó nó hợp lý thôi. Nhưng mà người ta không có hài lòng. Đó là chị đã nói là con sẽ không bao giờ cãi nhau với ba như cách mà ba cãi nhau với ông nội. Lúc đó chị nghĩ cái điều đó nó là logic. Thật ra bây giờ chị cũng không có cái cách nào đó hơn. Chị chưa bao giờ hỗn hào với ba má nè. Chị cũng không bao giờ nói những cái vấn đề mà không có đi kèm giải pháp. Chị cũng không bao giờ quên là phải nói cái lời xin lỗi đầu tiên. Và cũng không bao giờ quên là phải nhường nhịn xíu. Và thú thật là chị cảm thấy rất là đau lòng. Khi mà hồi lúc ba má còn trẻ đó thì chị hay tự thông cảm cho họ như thế này. Khi mà họ còn trẻ thì họ cũng là lần đầu làm phụ huynh mà. Họ cũng đâu biết đâu. Thế bây giờ họ già rồi thì lại nói là họ lẩm cẩm rồi, họ không tiếp thu được nữa. Và chị hiểu là trong mắt của em gái của chị và những cái đứa nhỏ khác thì ba má của chị rất là hoàn mỹ. Thực chất thì chị cũng xót má của chị khi mà má phải đùm bọc các chị em gái y như là mẹ, và ba của chị cũng như thế. Cho nên là cái hành động này của họ và cái cách mà họ tư duy nó rất là có lý do trước đó. Và nó không phải là do một cái chủ đích xấu của họ dành cho mình. Cho đến ngày hôm nay chị ngồi ở đây, chị cũng không tài nào giải quyết được vấn đề này. Chị chỉ có thể chia sẻ với em để em nghe vào mà em cảm thấy nó nguôi ngoai hơn. Thì chúng ta về cùng nhau nghĩ cách tiếp. Em biết tối hôm qua chị vẫn còn cảm thấy cô đơn nha. Chị hay khoe là cái mặt này là tôi di truyền từ má tôi vân vân. Nhưng mà chị luôn đi diễn mình. Hồi nhỏ thì chị không có đúng ý của ba má lắm. Cho nên là họ cũng không có cái thói quen mà đầu tư vào chị nhiều. Chị nhớ nhá, chị có một cái sẹo ở đây như thế này. Chị gãy tay này. Sau đó cái thời điểm đó là cái show diễn đầu tiên mà chị có, mà chị còn không đủ tiền để bút xe công nghệ nữa. Nhà chị là ở Thủ Đức ở quận 2. Mà cái show diễn đó là của một cái kênh truyền hình, nó nằm ở công viên Hoàng Văn Thụ. Sau đó chị nhờ ba má của chị chở chị đi. Nhưng mà thật ra đó,
ba má của chị không có chở chị đi, thôi bỏ qua cái chuyện đó. Nhưng mà chị nghĩ là họ không nghĩ là nguy hiểm sẽ tiếp tục xảy ra với chị. Chị đi xe ra ngoài, chị té thêm lần nữa, chị rách hết cái chân. Sau đó chị lại về nhà, chị thay cái quần đó, chị run. Xong rồi chị phải bấm bụng, chị đón taxi. Tại thời điểm đó là cái thể loại xe công nghệ đầu tiên nó có tại Việt Nam thôi, để chị đi lên đó chị quay. Nhưng mà chị về nhà, thời điểm đó thì chị cũng không có trách móc gì ba má cả. Tuy nhiên sau đó đó thì ba của chị cũng phải gặp những cái tổn thương tương tự khi mà gia đình không có che chở cho ba. Thì trong một lúc chị cũng có một cái tính xấu, chị cũng giống má của chị là đã lo là sẽ la. Em hiểu không? Cái mục tiêu của chị thời điểm đó là nói để ba hiểu là rằng là ba má cũng làm điều đó với chị. Cho nên là chúng ta hãy có cái nhìn cân bằng hơn, là chúng ta giải quyết thôi, là chúng ta sẽ không có trách móc nhau nữa. Nhưng mà ba má chị thời điểm đó không có hiểu. Và thế là mọi thứ, cái mối quan hệ nó lại được đun lên y như là một cái nồi áp suất. Và cho đến tận ngày hôm nay cũng vậy. Mọi cái nỗ lực chị phải gọi điện cho dì của chị gọi điện cho ông ngoại của chị, chị làm hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay chị vẫn chưa có giải quyết được. Có duy nhất một cái điểm tích cực thôi, đó là những năm gần đây tuy nói là bất hòa, nhưng mà chị lại thấy là đôi bên đều nắm rất là rõ là những người trong gia đình bước tiếp theo sẽ nghĩ như thế nào. Cho nên không biết thầy hiệu trưởng nói một câu thôi nha. Em mời thầy chỉ nhận xét đúng một câu thôi. Thì thầy có thấy là cái điều này nó cũng là một điểm tích cực không? Nghĩa là chúng ta chưa có tiếng nói chung, nhưng mà chúng ta hiểu được là hoàn toàn là những cái người này tiếp theo là chúng ta sẽ có cái suy nghĩ gì, cũng là một điểm tích cực đúng không? Chị chỉ có thể chia sẻ với em thôi. Tại vì chị nói thật là cái việc này bản thân chị cũng đang ở chính giữa. Chị có thể là đang chèo xa hơn em xíu. Thì em cũng nghe và hiểu là nhà chị cũng đã có trải qua những cái khó khăn nhất định. Thế nhưng mà không biết là có bao giờ mà vì những cái khó khăn đó mà ba mẹ tác động vật lý lên chị? Nếu á mà vì cát xê của chương trình thì chắc là không có nên nói. Nhưng mà vì tương lai của giới trẻ thì được cái như thế này nè. Ba má của chị rất là ưu tú về hình thức nè, về trí tuệ nè, về thể chất nữa. Tức nghĩa là từ cái lúc mà chị còn nhỏ đó thì có tác động vật lý tới với chị khá nhiều. Nhưng mà chị nhớ là vào năm mà chị năm lớp 5, lớp 6, khi mà cái tính nữ của chị nó hình thành nhiều hơn, thì kể từ cái dịp đó tới tận ngày hôm nay thì ba của chị vẫn cấu chị như thường. Nhưng mà từ dịp đó cho tới ngày hôm nay thì rất là tôn trọng thầy hiệu trưởng ơi. Và ba má của chị rất là tôn trọng. Cho nên là cứ cho như là chị có một cái may mắn hơn em xíu đi, là ba má của chị không có làm cái điều đó. Và thật ra thì họ cũng không làm điều đó với em của chị luôn. Cho nên đó là chị hy vọng là ba má chị mà có coi được á thì biết là chị công tư rất là phân minh. Cái nào có nó có, cái nào không nó không nha. Con là như vậy nha. Thật sự thì nói chung là nhà nào cũng sẽ có những cái khó khăn. Thế nhưng mà với cái tình trạng của gia đình em cũng khó khăn như vậy, mà liệu là ba mẹ có thể là tác động vật lý như vậy không? Chị nghĩ là không. Không có bất kỳ lý do nào có thể thông cảm được cho chuyện đó hết. Cái lúc mà em bị đánh đập như vậy thì em có gửi video, tại vì em quay lại hết, em thấy ghê quá sợ. Cái em quay lại em gửi cho bà ngoại, em nói là bà ơi, bà cứu con với, mẹ con bạo hành con. Thì ngày hôm sau là chặn, em thấy là bà chặn tin nhắn. Nhưng mà bà thì thường không biết chặn tin nhắn là ai đó đã cầm mấy bà để chặn. Thì em cảm thấy là ôi sao điện gia đình mà cứu tôi. Cái xong rồi em mới đăng thẳng lên story Facebook luôn. Thì các thầy cô cấp 3 của em mới nói trời ơi Vi ơi, sao, ủa con học giỏi, con có tài năng, mà sao con để bản thân con lại chịu đựng như vậy vậy. Ý là bây giờ ra trình báo công an luôn đi, rồi lên tòa soạn báo đó, trình bày với người ta. Thì em mới nói tại vì mẹ con mà. Chị là một cô bé con nhà lao động nha. Chị đã ở trọ rất là nhiều nơi, chị cũng thấy rất là nhiều thứ. Cho nên là có những thứ mà làm theo cái quy trình mà như em vừa nói vừa rồi thì tất cả chúng ta đều biết là nó cũng không có kết quả nha, đúng không? Cho nên là chị xin phép thầy hiệu trưởng đừng chửi chị nha. Nhưng mà chị không biết là lý do gì em có thể chia sẻ câu chuyện của em với chương trình, nếu chị là chị không rồi đó. Nhưng mà chị cảm ơn em đã đem câu chuyện của em đến với chương trình. Rất có thể là câu chuyện của em sau ngày hôm nay em sẽ bước vào những cái cuộc tranh luận nó dữ dội hơn. Chị hy vọng là cái sự dấn thân của em nó sẽ đưa em đến một cái nơi nào đó mà nó tỏ tường hơn. Không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả tốt, nhưng mà cố gắng thì em sẽ không cảm thấy hối hận, và em sẽ chuẩn bị cho cái tình huống tiếp theo. Ok ha. Nên là chị rất là cảm ơn em đã đem câu chuyện của em đến đây. Bây giờ mình đi
vô phương án giải quyết. Nếu như mà một cái tình huống, một cái môi trường mà nó không có phù hợp với mình đó, thì rất có thể là do cái thổ nhưỡng xung quanh nó không phù hợp. Thì bắt buộc là thay vì mình cứ ngồi ở đó mà mình complain đó, mình phải biết thay đổi môi trường. Thực chất á, thì chị đã bỏ nhà đi bụi từ năm chị 19 tuổi rồi. Chị nghĩ là cả nước cũng biết điều này. Chị nói lại đi cho ai lạ lạ thì biết. Anh Tiến có lẽ là cũng chưa biết nhiều về chị. Nhưng mà ba má ơi, con cũng thừa hưởng cái tính ngang bướng này của ba má. Cứ nghĩa là đã nói là phải đổ thừa. Ba má của chị hồi đó yêu nhau dữ dội lắm, nhưng mà ông bà nội thì không có cho. Nhưng sau đó má chị về làm dâu thì cũng không có hợp. Sau đó má của chị ẵm chị đi, thì ba chị cũng đi theo má chị luôn. Và cho tới ngày hôm nay thì họ cũng ở riêng luôn. Và chị thì cũng thừa hưởng cái sự nổi loạn đó. Mặc dù là chị giữ liên lạc lại với gia đình ngay lập tức sau đó, nhưng mà từ năm 19 tuổi cho tới ngày hôm nay thì chị cũng đã ở riêng rồi. Thì cái điều đó thì chị thấy là nó có thể giúp ích rất là nhiều trong cái chuyện mà chúng ta cho đôi bên cái không gian để chúng ta suy nghĩ và cải thiện trước khi cái tình huống đó nó thật sự được cải thiện. Ok. Mà cho chuyện qua phần tiếp theo đi. Ok. Bây giờ trước khi qua phần tiếp theo cho anh hỏi vài cái thắc mắc nhỏ nhỏ đó thôi. Cái việc mà đi làm cô giáo tiếng Anh của em á, có gì khiến em không vui không? Và thu nhập nó ổn không ta? Dạ thì cái lúc đó là em làm là trong thời gian đi học á, nên là cũng gọi là nó phụ thôi, để cho em có tiền để em đóng mấy cái khóa học ngắn hạn. Nếu như trong trường hợp là em vừa làm giáo viên tiếng Anh theo mong muốn ba mẹ mà vừa đi hát thì ba mẹ có cho không ta? Vẫn là cho, nhưng mà không, em không thể phân bổ hết được thời gian. Ô, cái này xin hỏi ca sĩ Luna Đào là mình đi hát mình tốn nhiều thời gian đến nỗi mình không đi dạy được nữa ha ta? Không hẳn, nhưng mà em trả lời thay cho con bé được không? Em học trò chỉ là chuyện xưa. Tại vì chương trình đó thì phải đổ sụt, phóng lao rồi thì phải tăng. Hello. Yeah. Theo như em thấy á, thì cô bé cũng đang hơi tránh câu hỏi anh xíu. Nhưng mà theo như em cảm nhận cái bộ năng lượng á, thì nếu như mà em có dạy tiếng Anh và em vừa đi hát á, thì có thể là thời gian đầu thì ba má cũng cho qua. Nhưng mà sau đó một thời gian á, thì chắc chắn là cũng sẽ không có hài lòng về việc đó. Và sớm hay muộn á, thì nó cũng sẽ đi vào cái lộ trình cũ. Theo như em ngồi ở cái bên em cảm nhận thì em thấy như thế. Nhưng mà em không nghĩ là cái điều này nó đến từ ba má của em ấy không, mà nó đến từ cái nỗ lực của song phương trong cái chuyện mà cố gắng thúc đẩy mọi thứ nó đi vào quỹ đạo nữa. Thì đây là chị trả lời thay cho em khúc đàn xíu. Em thấy chị nhận xét có mạo muội không? Dạ em thấy đúng. Ừ, thì bây giờ anh chưa biết cái phần lá thư sao nha, cho anh nói một câu nữa cái mình lật lá thư lên luôn để mình nói chuyện cho nó thoải mái nha. Này còn giấu khó nói chuyện quá. Thì bây giờ như vậy, em yêu ca hát rất là nhiều đúng không? Nếu như mà bây giờ mình delay cái tình yêu của mình lại khoảng 3 hoặc 4 năm thì lúc đó mình còn yêu nó không ta? Dạ, đó là cái chuyện em đã làm trong lúc đại học á anh. Bây giờ em đã delay được 4 năm đại học. Anh thí dụ như delay thêm 2 hoặc 3 hoặc 4 năm nữa thì nó có mất đi cái tình yêu đó không? Em đang giết nó, em cảm thấy em đang giết nó. Nếu như sau 4 năm nữa mà em không còn yêu nó nữa thì em phải hỏi lại chính xác là em đã yêu nó thật lòng chưa? Còn nếu em có thể chờ được thêm 4 năm thì anh nghĩ nha, nếu em làm cái nghề giáo viên hoặc là một cái nghề gì đó mà có được một nguồn thu nhập ổn định và có thể lo được cho gia đình, và em trở thành nguồn tài chính trụ cột của gia đình, thì cái tiếng nói của em cũng như là cái việc em thực hiện mong muốn của em nó sẽ không còn có quá khó khăn như bây giờ nữa. Để cho em có thể dễ dàng phản biện lại với anh xin mời lật luôn lá thư đến từ tương lai để coi cái cú blood twist là cái gì. Làm sao ta? Ok. Đối diện hay trốn chạy? Giống như là trong cái đoạn VT mà em chia sẻ là liệu chúng ta có nên cố gắng tiếp tục sống khi mà đang nhìn thấy ước mơ của mình bị giết chết không? Và cái chuyện này nó sẽ không dừng lại nếu như mà nó chỉ là một cái lần đánh mà em như vậy. Mà em đã phải gọi là bị đánh và bị chạy ra khỏi nhà tới tận 3 năm nay rồi. Cứ chạy ra xong là sẽ là xin lỗi, ừ thôi về đi rồi hứa. Bạn nói ừ thì thuê chung cư cho mày với thằng em ở này kia thì sẽ không có cái chuyện đánh nhau gì nữa. Thuê cái đó dạ, lại trả tiền. Dạ. Cứ liên tục 3 năm cứ đi đi về về vậy, em thấy cứ tốn thời gian và cứ mông lung vô định. Nó cứ mơ mơ màng màng trong 3 năm nay, chạy đi chạy về. Và nếu mà không có những cái người bạn, những cái người anh chị em giúp đỡ thì chắc là em cũng không biết sao. Vì có tầm 20 ngày trước thì cái chuyện đó xảy ra, thì liên tục cái tuần sau đó là em cứ nghĩ là hay là mình kết thúc cuộc đời luôn. No. Không được phép nghĩ vậy em à. Nhưng mà như vậy nè, cho anh được phép nói một cái câu công bằng tí xíu đi ha. Ví dụ như em đang muốn thực hiện ước mơ của mình,
nhưng lại đang sử dụng nguồn tài chính của anh, thì anh sẽ phải đắn đo. Bởi vì nếu như anh là cái người kiếm tiền không có dễ dàng em, thì anh sẽ phải đắn đo rằng là cái việc em sử dụng cái nguồn tiền đó cho ước mơ của em, nó có chính đáng hay không, nó có hợp lý hay không, và nó có rủi ro hay không. Vậy thì nếu như em muốn thực hiện ước mơ của em một cách tự do, thoải mái và ít sự quản thúc, anh nghĩ rằng em phải thực hiện bằng chính cái nguồn lực tài chính của em cơ. Bởi vì kể cả khi mà bị đánh ra khỏi nhà rồi, em ở chung cư hay gì đó này nọ cũng vẫn phải là đang tiền của ba mẹ. Vậy thì với những người mà phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, như là ba mẹ em phải chạy xe công nghệ, mẹ phải chạy Grab, vất vả lắm. Vậy thì nhiều khi mình đã có thật sự công bằng với ba mẹ khi muốn sử dụng công sức và mồ hôi của ba mẹ để xây dựng ước mơ của mình chưa? Em thật sự rất hiểu cho những cái khó khăn của ba mẹ. Và có khi em đã chọn một cái hướng đi theo ý ba mẹ luôn, đi phỏng vấn trong cái công ty mà ba mẹ muốn, nhưng mà rồi họ cũng hướng là không, ý là tao thấy mày rất là mãnh liệt với cái chuyện này, tại sao không theo. Chị cắt ngang xíu nha, cái đó không phải hướng của ba mẹ, em phải em chọn hướng của ba mẹ. Em chọn cái hướng nào nó có sẵn tài nguyên, không phải hướng của ba mẹ. Nếu như mà ba mẹ đang trong cái khó khăn như vậy thì kiểu là vẫn có quyền để tác động vật lý lên em hay sao? Bây giờ mình tạm thời mình bỏ qua cái tổn thương vật lý, cái đó mình sẽ nói sau. Bây giờ mình giải quyết cái vấn đề giấc mơ của em thôi. Em có thương ba mẹ đủ nhiều để đồng hành cùng ba mẹ trong khoảng 2-3 năm tới, giải quyết vấn đề tài chính của gia đình trước rồi mới tới giấc mơ của em sau hay không? Khi mà em bắt đầu học những cái về nghệ thuật đó thì là toàn bộ là tiền em tự kiếm thôi, chứ cũng không có phải là ba mẹ support cái tiền đó nữa. Nên là để mà đánh giá thì em không biết. Rồi vậy cho anh hỏi nè, nếu như mà hổm rày là em tự đầu tư cho giấc mơ của mình, bao gồm cả việc đi học đi, nhưng nếu em vẫn còn sử dụng tài nguyên của gia đình cho bất kỳ một cái sinh hoạt hay một cái công việc nào đó của em, thì anh nghĩ mình vẫn phải tuân theo cái đường lối chung, định hướng chung của cả gia đình. Anh nói ví dụ trong đây mình phải liên kết với team, giống như chia sẻ của Luna từ đầu. Vậy thì cô giáo có thể vui lòng nói lại chút xíu về cái liên kết và cái đối chiếu lúc này phải áp dụng như thế nào không ta? Thật ra thì như thế này, chị rất là đồng ý với thầy hiệu trưởng, đó là phải tuân theo, nhưng mà không phải là tuân theo hết, mà chắc chắn là phải tuân theo cái phần nào đó tương ứng với cái nguồn vốn mà chúng ta vẫn còn đang sử dụng từ chỗ của gia đình. Em có thể chia ra như thế này nhé, có 10 đầu nguồn mà em nhận từ ba má của mình, em cộng lại nó sẽ là 100%. Em chia ra thử xem em sẽ tính được là bao nhiêu phần trăm những cái nguồn vốn cho cái sinh hoạt và cái theo đuổi cái đầu tư của em là nó đến từ gia đình, phần trăm nào còn lại nó đến từ mình. Từ đó là em có thể chia ra là em sẽ lắng nghe gia đình khoảng bao nhiêu phần trăm quyết định, bao nhiêu phần trăm còn lại là cái phần là em sẽ tuân thủ theo em, tại vì đó là cái vốn đầu tư của em. Và nếu như em muốn là thay đổi cái logic này thì bắt buộc em phải làm sao? Tự lo. Đúng, chính xác, em phải tự lo nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Còn ở đây là ba má của chị chưa có thuê được cho chị. Chỉ là hứa luôn, không có làm. Hứa là bây giờ là em vẫn sẽ sống chung, và nếu mà em quay về thì vẫn sẽ bị đánh nếu như không chị hợp. Chị hiểu rồi, em chưa có cung cấp đầy đủ thông tin, chứ là chưa đầu tư đâu anh. Hơi thôi, hứa hẹn thôi, chưa đầu tư đâu, thầy cũng hơi rối xíu không thầy? Nhưng mà bây giờ về nè, sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngủ là giờ em đang ở đâu? Dạ, bây giờ thật sự là em không có ở trong nhà nữa mà em phải chạy ra ở khách sạn gần nhà. Tiền thì cũng là mượn bạn. Hôm nay mượn được bao lâu rồi? Cái lúc mà cái thời điểm mẹ đánh để chạy đi thì bạn cho mượn được lần đó với lần này. Vậy là từ trước khi mẹ đánh là em vẫn chưa tự chủ về tài chính và vẫn đang sử dụng nguồn tài nguyên ở nhà. Vậy thì mọi vấn đề nó vẫn đang xuất phát từ đúng cái đúng góc độ rồi đó. Em chỉ mới tự chủ được vài ngày hôm nay khi mà chạy ra khỏi nhà thôi. Những cái thời điểm mà ngắn ngắn mà em chạy ra thì cũng là tự em lo trong thời gian đó. Nhưng mà khi quay về thì sao? Dạ, như cũ. Vẫn là bị trong đó. Như cũ. Thật ra đó, mình đã làm sai nó không có sao đâu. Mình đừng có ngại. Mình phải chịu bị công kích một xíu ha. Mình đã chưa đúng thì mình phải nói là mình chưa có đúng. Một thời gian dài vẫn chưa cải thiện được. Thì em thấy cái lỗi trong cái chuyện chưa cải thiện được là đến từ ai nè? Em có lỗi với em. Đúng rồi đó, hợp lý ha. Đồng hợp lý nha. Không muốn về. 19 tuổi thì cho phép làm điều đó, năm nay 3 tuổi rồi, không được nữa. Hồi đó chị là nhưng mà sau đó chị tới năm 21 là chị biết rồi đó, chị phải tỉnh táo hơn. Thay tiếp như này. Vậy thì bây giờ mình quay trở lại một tí xíu nữa. Là bây giờ nếu như em thực sự muốn bước tiếp cái ước mơ của mình, mà như em thấy thì em cũng chưa thật sự tìm được thu nhập từ cái ước mơ và cái nghề nghiệp em mong muốn đó, thì bắt buộc mình phải chấp nhận một cái điều này nè em. Anh chia sẻ câu chuyện của anh nha. Anh rất thích làm nghệ thuật và đã bỏ 10 năm để đầu tư kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp của mình trước khi anh bước vào nghệ thuật. Và từ khi anh bước vào nghệ thuật, anh lại tốn thêm 8 năm để có cái ngày hôm nay ngồi đây để được nói chuyện với em. Vậy thì anh tốn 18 năm để nuôi dưỡng ước mơ của mình em. Vậy thì anh không có dám nói hay không dám đưa ra một cái lời khuyên, nhưng đó là câu chuyện thật sự của anh. Và nếu em nghĩ là em yêu thương một cái nghề nào đó đủ nhiều, tình yêu em đủ lớn á,
thì em sẽ chờ được. Nhưng mà chờ ở đây không phải là chờ mà bỏ xó nó. Em vẫn sẽ làm một cái nghề nào đó để nuôi sống bản thân. Và trong thời gian đó em vẫn tiếp tục nuôi dưỡng, vun trồng, cải thiện những cái kỹ năng cần thiết cho cái công việc của mình, chứ không phải là bỏ hẳn. Và anh nghĩ nha, cái cốt lõi để mà em có thể có nhiều quyền quyết định hơn, em cần phải tự chủ về tài chính và giúp đỡ và làm rường cột về tài chính của gia đình em hơn. Mình tạo dựng được cái lòng tin của gia đình mình từ từ, và mình trở thành cái người có thể đưa ra được quyết định mà khi kể cả những người lớn tuổi họ không hiểu được rằng cái quyết định đó của mình tại sao nó lại như vậy và nó khác biệt đến thế, thì họ vẫn tin, bởi vì họ thấy mình đủ trưởng thành rồi. Một cái đặc điểm khiến cho em không có được lòng tin của phụ huynh đó là gì? Khi có điều không vừa ý thì em dễ có thái độ hằn học, bộc lộ ra bên ngoài. Đó là một biểu hiện của một người thiếu kiểm soát và chưa trưởng thành. Nếu em là con anh cũng không tin em. Với lại như vậy nè, đừng có để cái mối kết nối gia đình nó bị ngắt như vậy. Tập hỏi ý ba mẹ đi, kết nối và cho phụ huynh mình bước vào cuộc đời của mình. Hiện giờ em không có bước được vào cuộc đời của ba mẹ. Em chưa có nhiều cái sự cảm thông và chia sẻ, nhưng mà em cũng đóng lại không cho ba mẹ bước vào cuộc đời của em. Cho nên anh nghĩ nha, để giải quyết vấn đề của em từ mâu thuẫn gia đình tới sự nghiệp, nó chỉ đơn giản ở một chữ duy nhất thôi. Đó là cái tính độc lập của em. Cô giáo chủ nhiệm thấy sao cô? Cô giáo cho thầy hiệu trưởng 5 điểm. Cái cách này nó rất là lý tưởng, nhưng mà cách này là của một người đàn ông đã thành đạt. Nhưng mà 5 điểm còn lại là chị đồng ý cái vấn đề là độc lập. Mà tiếp theo là em phải dấn thân. Tại sao? Tại vì từ cái công thức mà anh Tiến vừa nói, chị thấy cái vấn đề của em không phải là độc lập nữa, mà là còn một cái nữa. Em chưa có hình thành bất kỳ một cái hệ quy chiếu nào trong đầu của em là em nên so sánh cái điểm nào với cái điểm nào hết. Thì sau khi em phải hình thành cái lõi giá trị của mình á, thì em nghe cách của anh Tiến, em thấy cái điều đó nó phù hợp, hoặc em nghe những người khác nói có cái gì đó phù hợp, thì trên cái hành trình của em sẽ tự tìm ra những cái phương thức khác mà nó linh động hơn. Còn ở đây nếu như mà mọi người nói mà mặc dù cũng muốn tốt cho em mà thúc ép em quá, các em sẽ bị tổn thương. Người mà mềm mỏng với em quá, các em cảm thấy thoải mái, vui quá ha, bữa sau em như cũ, em không thay đổi gì hết. Em đồng ý với chị chuyện này không? Hả ha. Cho nên là 5 điểm ở đây là không phải nói thầy không đủ đâu, mà là ngoài chuyện em độc lập á, em phải cố gắng hình thành một cái hệ quy chiếu của em. Em hiểu từ hệ quy chiếu không? Chị giải thích. Tức có nghĩa là mình phải hình thành những cái thước đo cá nhân nhất định ở một cái giai đoạn nào đó, để mà mình có thể so sánh cái hành động của mình đem vô mình so sánh, cái hành động của người khác mình đem vô mình so sánh. Mình so sánh thì mình đã biết là trong cái tình huống này mình thấy cái nào mới là hợp lý nhất. Còn ngoài ra đó, nếu mình không có thước đo thì cái mà mình giải quyết nó rất là bản năng. Người mà có thể tha thứ mà cho chúng ta một cách bản năng chắc cũng chỉ có ba má mình thôi. Nhưng mà nếu mà dùng bản năng để tha thứ thì có lẽ là cũng sẽ dùng bản năng để giao tiếp. Em đồng ý không? Nên là chúng ta phải tránh cái tình huống đó. Bản thân em rất là bị động. Em chờ những cái tín hiệu và những cái sự giải quyết nó đến từ xung quanh. Chị hết rồi đó. Em thấy hợp lý không? Nên. Cho nên nó là vậy nè. Anh nghĩ là thứ nhất là về mình gỡ bỏ cái rào cản đối kháng lại đi. Bắt đầu thí dụ như sắp tới, nếu mà định hướng đi cho tốt hơn nha, đây là một cái hướng tham khảo. Em có thể bắt đầu tìm việc với cái nghề ngôn ngữ Anh của em, là giáo viên tiếng Anh. Thì trong cái thời gian này hãy cho ba mẹ được đồng hành cùng em để tìm một cái việc làm phù hợp. Và tạm thời gác qua một bên cái đòi hỏi của mình về cái công việc kia, mình vẫn rèn luyện, nhưng mà gác qua đừng đòi hỏi ba mẹ chỗ đó. Và em có thu nhập ví dụ như 10-15 triệu một tháng rồi, thì từ từ em sẽ có sự độc lập hơn. Thứ nhất em phụ giúp được chi phí gia đình, thứ hai có thể là cũng từ cái nguồn chi phí đó em có thể sẽ có một cái không gian sống nó tương đối riêng tư hơn. Và tới một lúc nào đó cái đam mê của em thật sự kiếm ra tiền và nuôi sống bản thân em, thì anh nghĩ lúc đó mới là cái lúc em có câu trả lời cho ba mẹ một cách tốt nhất. Nhưng mà hồi đó thì chị là nhân viên bán shop quần áo. Thời điểm đó là 2012, lương 3 triệu rưỡi, 4 triệu một tháng. Sau đó là chị đi hát một tối, phòng trà là 3 buổi, một buổi là 300 ngàn. Là một tuần đó là sẽ có từ 600 đến 900, mà 2012 là ok đúng không anh? Và trong vòng chỉ có một vài tháng thôi, cho phép là chị nói cái điều này sẽ làm em khó chịu. Em đồng ý không? Nhưng mà nghề với nghề là phải cạnh tranh nhá. Chị nghĩ là chị sẽ chịu cực lắm. Nhưng mà chỉ trong vòng có mấy tuần là chị đã nổi tiếng rồi. Cái là chị không... chị không có cực khổ sau đó nữa. Sau đó thì cái giai đoạn đi xuống thì mình sẽ cực theo kiểu khác. Ý là mình sẽ không có lo về cái việc đó nữa. Nhưng mà cái chỉ số thời điểm đó cho chị biết là chị có thể tạm theo đuổi cái chuyện ca hát của mình nhiều hơn. Còn cái chỉ số của em hiện tại thì nó nên theo cố vấn của thầy hiệu trưởng. Là cái sự đối chiếu đó là trước mắt thì chị nghĩ em nên cân bằng. Em thấy hợp lý không? Ý là như kiểu là em đã chờ nó quá lâu cho cái chuyện đó rồi, thì liệu có nên all in hơn? Ý là muốn
cái từ khóa dấn thân của chị. Dấn chị, thân em. Bây giờ em on in, em có cái gì để mà on? Đồng ý luôn nè, đập tay cái đi anh. Đập tay cái đi, đồng ý nè. Đúng rồi đó. Có gì để dấn bà? Bà giống như vô đó. Đồng ý không? Trời đất ơi. Nè, nếu all in chị hiểu rồi, all in, nhưng mà trong một cái buổi đi hát á, nó có nhu cầu của em, nó có nhu cầu của khán giả và nó có nhu cầu của thị trường. Em muốn dấn vô mà em không biết là người ta đang cần cái gì. Vậy thì nói về mặt cảm tính nha, thì em đã nghĩ về khán giả và người tiêu dùng chưa? Nói về mặt doanh nghiệp á, thì em đã nghiên cứu để cung cấp một cái sản phẩm mà nó có lợi cho việc tiêu thụ của mình chưa? Hay là em chỉ đang làm cái mình muốn thôi? Em hiểu chị. Sau cách mà chị vừa mới giải thích thì em thấy cái em nói nó có phải là dấn thân nữa hay không, hay nó làm liều? Làm liều. Làm liều đúng không? Đây là cam cận của chị, cam cận của em đâu chị không biết. Em nhìn vô đó nè, bây giờ chị ngồi kế bên em. Em nhìn vô xem em nói đi. Hôm cái quyết định của tôi vừa rồi á, là tôi đang làm liều. Tôi tên là Vân. Cho chị xin một sổ đỏ màu nha. Tôi tên là Vivi và quyết định vừa rồi của tôi hình như là đang làm liều đó. Rồi đập tay. Yeah. Đó. Rõ ràng là làm liều mà. 19 tuổi thì chị cho em làm liều. Tại vì á, thời điểm đó mà có kêu một đứa mà 16 tới 19 tuổi mà đo thì nó cũng chả biết đo cái gì. Và đó là cái thời điểm để bùng nở. Cho nên cứ nhào ra đi, ăn may thì hốt. Sau đó thì cũng phải kéo cái đứa nhỏ đó về để tính tiếp cho nó. Nhưng mà còn thời điểm này thì chị nghĩ là em phải tính, em phải đo lường. Và sau đó thì em đi vô, em nộp đơn qua bên đây. Chị thấy là cái cách tính của thầy hiệu trưởng của anh Tiến đã rất là hợp lý rồi đó. Vậy thì em còn băn khoăn chăn trở gì nữa không? Em chỉ sợ là hơi khó để đối mặt với gia đình trong thời điểm tiếp theo. Ý là em không biết cách luôn á. Bây giờ vậy nè, như nói tạm thời gạt hết những cái nhu cầu của mình về nghề ca hát. Có nghĩa không nói với ba mẹ, không đòi hỏi thôi, gạt hết các đòi hỏi về ca hát. Bây giờ làm một cái bộ hồ sơ xin việc và nói với bố mẹ là con muốn đi xin việc như thế này, bố mẹ hỗ trợ con nha, bố mẹ giúp con nha, mẹ chở con đi được không, ba chở con đi được không, và cho ba mẹ đồng hành với em trong cái việc đi tìm cái công việc của một giáo viên tiếng Anh mà ba mẹ muốn trước đi. Anh nghĩ đó là cái cách tốt nhất. Rồi khi tìm được công việc rồi và bắt đầu từ từ có thu nhập rồi, mình sẽ take những cái step tiếp theo. Thì bổ sung nha, thầy nói là gạt bỏ với bố mẹ, tức nghĩa là mình không làm phiền bố mẹ nữa. Đúng. Nhưng mà còn không gian cá nhân mà mình có điều kiện thì mình cứ làm, phải không thầy? Đúng. Em thấy hợp lý không? Nói em cảm ơn thầy hiệu trưởng đi em. Mà em biết sao không? Thực ra hồi nãy coi cái VT á, thì anh hơi lo về cái thái độ của em với bố mẹ. Nhưng mà thật ra hồi nãy giờ ngồi ở đây, cái năng lượng em tỏ ra, anh thấy là em vẫn yêu bố mẹ nhiều lắm. Khi bố mẹ coi cái tập này, bố mẹ vẫn sẽ có cảm giác dễ chịu về em. Em cũng hy vọng là ba má coi xong, ba má sẽ hiểu cái sự ngọt ngào đằng sau cái sự hơi chướng bướng của em một xíu. Em cũng hy vọng là vậy ạ. Nhưng mà về tập dễ thương với bố mẹ, như cách là em dễ thương với Luna Đào đi, anh hơi ganh tị với Luna Đào bởi vì nãy giờ em dễ thương với Luna Đào quá trời quá đất luôn. Vậy đó hả? Ừ. Cảm ơn em. Tại vì anh thấy trong ánh mắt và cái cảm xúc mà của Vivi dành cho em á, là cái sự đồng cảm, đồng thuận. Có nghĩa là Vivi cảm thấy được em hiểu bạn ấy. Hay sử dụng như vậy, cái thái độ như vậy, cái năng lượng như vậy để đối với bố mẹ của mình trong cái thời gian này. Và bớt cái sự cọc cằn, học hằng, hằng học, láo cá lại của mình lại khi mà nói chuyện với bố mẹ. Tại vì thật ra nói chuyện với bố mẹ nó bằng lý lẽ, cho dù em có thắng thì em cũng thành thua. Còn em nói chuyện bằng tình cảm thì cho dù em có thua thì em cũng đã thắng rồi. Thôi cũng đồng ý 50% đi. Đồng ý đi, tại vì khác nhau về cái thế hệ đó. Cho nên tức có nghĩa là vậy nè, ví dụ đây là anh hai của chị đi, thì chị hiểu được là cái điều mà ảnh vừa nói nó không có khớp lắm, nhưng mà chị sẽ biết là cái động cơ đằng sau đó là cái điều thiện chí, thì chị sẽ đồng ý và chị sàng lọc. Chứ mình sẽ không có tấn công, thì nó giống như anh nói là nó cũng từ thắng lên nó sẽ thành thua. Trừ khi nào mà mình cảm thấy là cái chuyện đó mà nếu như làm theo hướng đó là đôi bên đều bất lợi. Đúng. Thì lúc đó là mình hãy tìm cách để bày tỏ. Còn không thì mình nên cố gắng một xíu để có một cái định hướng chung. Giống như thầy nói, em phải cố gắng càng độc lập càng sớm càng tốt. Tại vì đây cũng là một cái giai đoạn mà chúng ta gần bước đến cái ngưỡng tuổi 30. Thì chúng ta sẽ phải có cái tôi riêng. Cũng không thể nào yêu cầu con bé là dạ thưa ba con mới đi quẩy về, con xin phép là tối nay con uống 2 shot tequila. Chúng ta không thể nào nói như vậy được. Cho nên là chị hiểu cái đồng hồ sinh học của mình là đã đến tuổi là mình cần phải có quyết định riêng.
con muốn đi chơi tới 2 giờ sáng. Nhưng mà cho nên là chị có một cái lời khuyên á, là theo cái step 1 của anh Tiến là em phải cố gắng, em phải độc lập càng sớm càng tốt. Tại vì cho em cả, và cả bố mẹ mình cái không gian riêng. Còn đây có thể là bây giờ năm nay chị là má em, chị 50 mấy, chị mệt rồi, chị không còn minh mẫn rồi, mà giờ chị bắt buộc là phải control em, tại vì em chưa đủ độc lập mà giờ biết làm sao. Đôi bên đều không có không gian hết đấy em. Nên em phải cố gắng để em làm chủ cái cuộc sống của mình. Và đôi bên đều có không gian. Hả? Ok, vậy thì lời cuối cùng trước khi kết thúc cái số ngày hôm nay, VV có muốn nói gì với Luna Đào, với tất cả quý vị khán giả? Và Luna Đào cũng có gì muốn gửi gắm lại tất cả các bạn xem truyền hình, xem chương trình của mình không? Đầu tiên là Luna xin được nói lời cảm ơn đến anh dược sĩ Tiến, host anh Tiến. Thực chất thì Luna rất là kén chọn những cái lời mời mà tham gia những cái show, tại vì cái tính kịch bản và cái tính giải trí nó có một cái khoảng cách rất là lớn. Nhưng mà Luna đã theo dõi trò chuyện với Tương Lai một thời gian rồi, và Luna cũng cảm thấy là một cái show mà nó có những cái vấn đề mà nó rất là thực tiễn, mà nó lại gây ra một cái sự tranh cãi rất là lớn. Thì Luna muốn nói là Luna rất là biết ơn cái điều này trong cái bầu không khí nói chung. Những cái bạn trẻ trước mà trước đây đã ngồi ở đây đã được lòng hoặc là không được lòng tất cả quý vị, và là tâm điểm của một cái sự tranh cãi nào đấy, thì Luna xin cảm ơn cái sự hiện diện của giới trẻ. Người ta đã dấn thân vào tâm bão để chúng ta thấy được những cái khía cạnh khác nhau, chứ không phải là một cái bức tranh mà tất cả mọi thứ đều hoàn mỹ. Luna xin cảm ơn các bạn, Luna cảm ơn biên kịch, Luna cảm ơn chương trình, và Luna cảm ơn host rất là nhiều ạ. Thì trước tiên là em muốn cảm ơn chị Luna và anh Tiến ngày hôm nay đã ngồi và lắng nghe em. Thật sự là em cảm thấy được chia sẻ một phần rất là nhiều. Nhìn vào ánh mắt chị, nhìn vào ánh mắt anh, em tin là tình yêu thương thì sẽ thay đổi được những cái đau khổ của nhân loại, của thế giới. Đồng ý, hơi vĩ mô ha. Nhưng mà đập tay nè, chúng ta còn trẻ đúng không? Chúng ta phải được vĩ mô nha, nhưng mà lần sau nói cái đó thì phải ưỡn lên lên. Là chúng ta sẽ không nói lại đúng không? Nói lại, nói lại. Thì sau buổi hôm nay thì em tin là tình yêu thương sẽ thay đổi được những cái đau đớn mà nhân loại đang gánh chịu. Yes. Cảm ơn Luna Đào, cảm ơn Vivi vì em đã dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình. Anh hy vọng là em sẽ gặp được những cái điều tốt đẹp trong cái khoảng thời gian tiếp theo. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi trò chuyện với Tương Lai tới tận giờ này. Và tất nhiên tất cả những điều mà Tiến, Luna Đào hay Vivi chia sẻ, nó chỉ mang tính chất tương đối và giá trị tham khảo thôi. Bởi vì ở đây sẽ chả có gì là chân lý cả, khi mỗi chúng ta có một cuộc đời khác nhau. Và nếu quý vị có bất kỳ điều gì bất đồng quan điểm với Tiến, với Luna hay với Vivi, các bạn cũng đừng ngại ngần comment ở phần bình luận để cho Tiến, Luna và Vivi sẽ có được học hỏi thêm những góc nhìn mới về cuộc đời nhé. Còn các bạn trẻ ơi, nếu các bạn có bất kỳ vấn đề gì thì cũng đừng ngại ngùng chia sẻ với trò chuyện với Tương Lai, bởi vì có thể ở số tiếp theo các bạn sẽ là nhân vật ngồi đây cùng Tiến và một khách mời để nói về câu chuyện của mình. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số tiếp theo nhé.